Ok lại là Hương Mai đây. Chào các chị em. Nếu như chị em nào đã dưỡng da rất nhiều bước rồi từ sữa rửa mặt, làm sạch này, toner này, serum lỏng, các loại kem dưỡng mà vẫn chưa thấy làn da đẹp, vẫn thấy tình trạng da bị xỉn màu đấy là các chị em chưa gặp Mai thôi. Bây giờ các chị em hãy ghi lấy giấy bút ra và chú ý nhé. Hôm nay Mai sẽ giới thiệu cho các chị em bí quyết phục hồi da và dưỡng trắng da Cực kỳ đơn giản với bộ đôi kem dưỡng Ceracle hoặc là kem dưỡng đến như từ nhà Pretty Skin, kem dưỡng All Day B5 Brightening mọi người nhé. Sử dụng cực kỳ hiệu quả luôn, các chị em hãy chú ý theo dõi Mai, Mai sẽ giới thiệu về thành phần và công dụng của các loại kem này. Đầu tiên là em kem dưỡng phục hồi đỉnh cao đến từ nhà Seracle của Trung tâm Nghiên cứu Sinh học CBRC Hàn Quốc. Giới thiệu với mọi người đây là trung tâm có rất nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu chống lão hóa da cũng như điều trị mụn và sản phẩm của trung tâm này đang sử dụng tại hơn 200 bệnh viện lớn tại Hàn Quốc mọi người nhé. năm công dụng nổi bật của em kem dưỡng này thứ nhất là dưỡng ẩm cấp ẩm thứ hai là phục hồi ngăn ngừa quá trình lão hóa da thứ ba là sửa chữa hàng rào bảo vệ da và thứ tư là kháng khuẩn phục hồi da tổn thương cuối cùng hỗ trợ điều trị mụn viêm mụn ẩn và xe khít lỗ chân lông Đối với, với sản phẩm của nhà Pretty Skin Vì sao em nó có tên gọi là 30 ngày Và tất cả trong một kem dưỡng Bởi vì em nó có thể thay thế rất nhiều bước dưỡng da Vừa cấp ẩm vừa làm trắng da Các thành phần nổi bật của em nó Thứ nhất là Parthenon B5 Giúp điều trị kích ứng da, phục hồi da bị tổn thương Thành phần thứ hai cực kỳ hiệu quả trong việc làm trắng da của em nó chính là niacinamide và glatomy. Đây là những thành phần trắng da nổi bật nhất trên thị trường hiện nay. Đồng thời niacinamide giúp hạn chế tình trạng mụn viêm. Cuối cùng sản phẩm này còn chứa một lượng lớn keo ong giúp da tăng sinh collagen và trẻ hóa làn da. Trên đây là ba thành phần chính cực kỳ hấp dẫn của em kem dưỡng này. Và bây giờ Mai sẽ chỉ cho mọi người một đặc điểm nổi bật chung của hai em kem dưỡng này Đấy là kết cấu của em nó cực kỳ nhẹ, có thể thẩm thấu vào da dễ dàng và nhanh chóng Không hề gây cảm giác bí da mọi người nhé Vì thế là trong thời điểm giao mùa này thì việc sử dụng em kem dưỡng Ceracle và kem dưỡng Pretty Skin là cực kỳ hiệu quả đấy mọi người ạ nếu mọi người muốn test thử sản phẩm thì hãy ghé qua gian hàng của Mai tại 343 đội cấn hoặc là bấm vào giỏ hàng dưới đây nhé. Trên đây là những điều Mai muốn chia sẻ với mọi người về hai em kem dưỡng cực kỳ bình dân nhưng chất lượng tuyệt vời này. Nếu mọi người còn có thắc mắc gì thì hãy cứ để lại comment cho Mai. Mai rất vui lòng được giải đáp cho mọi người hoặc mọi người ghé thăm Mai ở những video tiếp theo nhé.